chạy xe qua này, chạy chạy từ từ. Rồi. Đấy đây. Rồi mình chạy lên đi bạn. Chạy xe lên. Xe vừa cập bến, một chiếc Ford 3000. Bạn nào cần thì alo cho em 0394 36198. Xe này 42 triệu các bác nha. Đấy, xe vừa nhập bãi, tất cả mọi cái còn gì hết. Đấy. Rất nhanh chưa các bác? Đấy, đầy đủ, nguyên xi 45 à? Rồi, chủ bảo 45 nhưng phải 42 các bác. Rồi, 45, 42 là bao nhiêu? Nhưng mà đẹp. Rồi, 45 triệu làm nguyên gì mọc mọc rất đẹp. Đấy. Tới luôn, tới tới đây. Tới từ rồi, rồi đau đau dưới này này để rửa luôn. Rồi chỗ này về đây này, chỗ để đó để đó để đó. Để cho nổ đi, để nổ. Rồi lấy vào lấy cái cho ba, lấy cái bên tủ lạnh, tủ lạnh bên cái tủ lạnh. Lấy cái kích, cái nổ. Đấy. Đang điều hành à. Rồi chạy luôn. Cái này là đang bình đang còn rất ngon. Rồi đây đây đây. Rồi. Sao kia rồi. Thôi được kích vào. Được kích vào. Cặp vào, cặp, cặp ấy vào. Bạn đây bạn nhập lên này. Hôm qua nó bị vậy. Không, qua đẩy cái nổ mà, đúng rồi nói mà. Đó. Cặp lấy này này, cặp lấy này đó. Cái mát miết cái đây này, nó nằm cho mát này, cặp lại ta. Cặp lại, cặp hai hai cái luôn. Rồi. Rồi. Vô đây nè.
Sổ có cái lỗ đây. Đó rồi anh tập cũng là được. Vâng. Cũng được luôn. Rồi lấy đâu cả. Hết lỗ. Mát đúng rồi, mát. Mà đó mát đó đúng rồi. Mát đúng rồi. Cao bằng cao. Có rồi lấy. Không vào rồi. Rồi. Được rồi. Không lên đèn á. Vừa nãy lên đèn giờ không lên đèn. Lên. Không quá chạy được. Hả? Không phải đâu. Bật lên được không này? Ờ không, nó vậy đó. Bật lên được. Nhưng mà này, không mà không qua không bật để nó bị kẹt. Đi đâu? À, có dây mát đây nữa này. Có dây đây này, dây cắm đây. Đó. Dây này dây gì đây? Đây nè. Có, nó có dây gì đây nè. Bật lên được nhưng mà bật để bật đề không được. Hôm qua anh, hôm qua chú đề cái là bụp được luôn. Bật lên đây được. Bật này có điện nha. Bật lên đây không được. Hiệu quả không vậy?